Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Và đây là một cái điện thoại cực kỳ khó hiểu của Realme. Đây, Realme 7i. Thông tin mình đã có ở đây rồi các bạn thấy nhá. Thì mình sẽ cùng các bạn trên tay và nói về cái điện thoại này một chút. Mình sẽ nói những cái cảm nhận nhanh ban đầu thôi. Tại vì video đánh giá chi tiết thì hẹn gặp lại các bạn trong một bài khác. Cái này mình sẽ chỉ đưa ra những cái cảm nhận cá nhân của bản thân. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta có một cái màn hình với tần số quét là 90Hz. Xịn sò. Đấy, theo như mình được biết thì mức giá con này loanh quanh đâu đó tầm khoảng 6 triệu tại thị trường Việt Nam. Và nếu như các bạn quan tâm thì có thể tham khảo cái mức giá tại Hoàng Mobile. Link sẽ để phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi nhé. Nói chung thì chúng ta sẽ có màn hình là 90Hz, các bạn thấy chưa? Vậy nên với cái màn hình này, cái điều đầu tiên các bạn sẽ cảm nhận thấy đấy là vuốt nó sướng, nó mượt. Và những cái hiệu ứng trên cái màn hình này thì nó sẽ rất là ngon về cái mặt trải nghiệm đơn giản. Khi các bạn lướt web, Facebook hay là chúng ta gõ bàn phím, nói chung là dùng những cái cơ bản trên cái màn hình này. Nhưng mà nó lại chỉ có độ phân giải là HD cộng. Ủa? Gì trời? Các bạn không nghe nhầm đâu. Ban đầu mình tưởng mình cũng nhìn nhầm, nhưng không, nó chỉ có độ phân giải là HD cộng thôi. Thế nên cái điều đầu tiên mà các bạn nhìn vào cái này là cảm giác sẽ thấy bên cạnh cái việc mượt, đó là màn hình nó không thực sự là quá nét. Đương nhiên là cái chuyện mà nhìn ra được HD cộng và Full HD cộng hay không thì nó đã phụ thuộc vào mắt nhìn của từng người khác nhau. Nhưng rõ ràng với cái tầm giá này thì các bạn có thể mua được ngay con Realme 6. Giá còn rẻ hơn, bây giờ Hoàng Hà Mobile bán có 5,6 triệu. 90Hz cũng có, màn hình Full HD cộng nó cũng cực kỳ ngon. Vẫn là IPS LCD, thế thì đấy, tự hủy á, không biết nói sao luôn. Rồi, thì thôi bỏ qua vấn đề màn hình này nhá. Được cái là nó cũng tươi, màn hình thì độ sáng nó cũng không đến nỗi, nhưng mà góc nhìn của nó thì hơi tệ. Đấy, mình đang quay trực diện ở đây để các bạn có thể nhìn thấy cái góc nhìn khá là tốt của nó. Nhưng mà mình chỉ cần nghiêng nghiêng đi một tí thôi là cái trải nghiệm hình ảnh của cái màn hình này nó đã kém đi khá là nhiều rồi. Tự hủy, đúng là tự hủy. Rồi, mặt trước thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái cằm khá là dày. Đó, camera nhúng bên trong màn hình. Đó, viền ba cạnh khá là đều. Thế nên tổng thể bên dưới nó nhìn nó cứ sao sao. Thôi, tầm trung mà, giá rẻ mà, như này chuyện bình thường, bỏ qua nhá. Rồi, mình đến phía mặt lưng đằng sau đi. Ở cái góc này các bạn sẽ nhìn thấy nó hơi xám xám, nhưng mà thực ra là nó sẽ hơi ánh sang cái màu xanh lá một tí cơ. Mặt lưng này thì làm kiểu nhựa bóng và nó sẽ có hai mảng bên trên và một mảng bên dưới. Mảng này cắt chém một cái, thực ra là chúng ta sẽ có cái phiên bản màu xanh nó đẹp hơn cơ. Đấy, các bạn nhìn cái hai mảng khác nhau thấy chưa. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản màu xanh kiểu xanh ngọc á, nhìn nó thú vị hơn cơ. Nhưng mà ok, nhiều anh em làm cái máy đấy quá rồi nên mình quyết định là unbox con này, nhìn cho nó khác khác đi một tí. Nhưng mà cái này thì hơi bóng như vậy, mặt lưng là bằng nhựa nữa nên là xước nhanh đấy. Rất may trong hộp này tặng kèm cái ốp lưng để các bạn cứ ốp vào cho nó chắc nhá. Cụm camera này thiết kế thì nó đúng chuẩn của năm 2020 rồi, nên là hầu như máy tầm trung nào cũng vậy, bỏ qua luôn nhá. Và chúng ta cũng có 4 ống kính, nhưng mà thực ra cũng chỉ có 2 ống kính để dùng nổi thôi. Đó là camera chính 64 chấm nha, và camera góc siêu rộng. Ngoài ra thì có hai cái ống kính kia thôi, mình bỏ qua, mình không muốn nhắc đến làm gì. Bạn editor sẽ đưa cái thông số phần cứng lên. Rồi, thì cái giao diện của cái camera này thì quen thuộc, không có điều gì khác biệt cả, nên thôi mình cũng sẽ bỏ qua luôn nhá. Camera selfie của chúng ta sẽ có độ phân giải là 16 megapixel. Và khi mà chuyển qua thì đương nhiên nó cũng sẽ có hiệu ứng sáng sáng sáng. Cái camera này giống khá nhiều những sản phẩm tầm trung đang có mặt trên thị trường vào thời điểm này. Các bạn muốn đánh giá về camera đúng không? Đợi video chi tiết của mình đi. Hi hi. Rồi, pin của máy sẽ có dung lượng là 5000 mAh. Và nói chung là pin của Realme với những cái dòng sản phẩm tầm trung thấp như thế này thì thực sự là lúc nào cũng rất là ngon. Pin thì còn 5000 nữa nên là ok. Khá đáng tiếc một điều đấy là nó chỉ có cái công nghệ sạc nhanh 18W, chứ nó không được đấy là VOC 30W hay là 20W giống như là một vài sản phẩm trước đây. Cao cấp hơn một tí, không phải là dòng Y như thế này. Nhưng mà thôi cũng được, ok đúng không? Có sạc nhanh còn hơn là không có. Chỉ 5000 bây giờ mà không có sạc nhanh thì thấy mẹ luôn. Hiệu năng của máy thì nó sử dụng Snapdragon 662. Đây là một con chip được nâng cấp của 660, nhưng mà nó cũng chưa đến mức của 665, mà nó cứ tầm kiểu giữa giữa. Đấy, điểm AnTuTu thì mình chấm được khoảng 171.000. Và nhiệt độ đây cao lắm, nó chỉ lên khoảng 35 độ mà thôi, thực sự rất là mát. Nên là kể mà các bạn có chơi cái này trong khoảng thời gian dài chắc cũng không sao đâu. GPU khoảng 34.000 và chắc là cũng ok, không đến nỗi các bạn phải suy nghĩ nhiều về vấn đề nhiệt độ cũng như là hiệu năng của máy đâu. Điểm Geekbench thì được khoảng 300 hơn đơn nhân và khoảng tầm 1.300 đa nhân, nói chung là cũng ở mức tạm được, không thực sự mạnh, cũng không thực sự quá ấn tượng cho lắm. Nhưng mà cái hay đó là Realme mang về phiên bản gần như là Max Option ở Việt Nam với 8GB RAM và 128GB bộ ở trong. Ui,
chip thì bình thường. Thế thì RAM nhiều để làm gì? Bộ nhớ trong nhiều để làm gì? Để bán cho những người dùng cơ bản các bạn ạ. Nếu nói cho đúng ra thì những anh em xem video review, như các bạn đang xem cái video này của mình thì sẽ nhìn vào con chip đầu tiên. Nhưng đối với những người sử dụng bình thường, đối với những người mà không có nhu cầu quá cao với một cái điện thoại ấy, thì cái điều đầu tiên người ta nhìn vào cái điện thoại để mà mua đó lại là dung lượng RAM và dung lượng bộ nhớ trong. Bộ nhớ trong để họ không phải mua thêm thẻ nhớ và RAM nhiều thì họ sẽ nghĩ rằng máy sẽ mượt mà hơn, chơi game sẽ ngon hơn. Đấy vẫn luôn là một trong những cái mà kiểu người ta mặc định trong đầu là như thế rồi. Và bởi vì sao? Bởi vì họ không có nhiều kiến thức về mảng smartphone, không có những cái kiến thức về chip, về hệ điều hành, về rất nhiều thứ khác. Thế nên cái việc Realme mang cái sản phẩm này về, mình tin là họ sẽ vẫn bán được cho rất rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Những người cần một cái điện thoại một cách cơ bản, đẹp và mượt là được rồi. Đó, đầy đủ tất cả những thứ đó trên cái điện thoại này. Thế thì các bạn nghĩ sao? Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa ra quan điểm cá nhân của mình một tí này. Đầu tiên là với cái màn hình HD cộng, rõ ràng là nó không nét. Thế nên chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm khác nét hơn, có màn hình đẹp hơn trong cái tầm giá này. Thậm chí vừa có màn hình 90 Hz, vừa có màn hình đẹp hơn cũng đến từ chính Realme, đó là Realme 6. Nhiều bạn sẽ nói Realme 6 bây giờ thì không được bán ở những hệ thống lớn nữa, mình đồng ý, nhưng mà tại Hòa Mobile vẫn bán. Thế thì các bạn tự cân đối nhé. Ok. Điều thứ hai, đấy là hiệu năng. Con Snapdragon 662 nó không mạnh. Vấn đề nó là như thế, nó không mạnh. Thậm chí nếu so sánh với cả G90T, con Realme 6 thì yếu hơn rất là nhiều. Hay thậm chí so sánh với một vài những sản phẩm có cái tầm giá tầm tầm như vậy, có Snapdragon 720G thì con này chỉ có thể nói là thua đứt đuôi. Thế nên nếu như các bạn cần một cái điện thoại để gaming thì con này cũng không phải là một sự lựa chọn hợp lý nhất dành cho các bạn. Mà nó sẽ chỉ dành cho những ai muốn có cho mình một cái điện thoại mới, thiết kế mới, pin cực trâu với 5000 mAh, camera ngon với 64 chấm, mà mình tin là camera của sản phẩm này trong tầm giá mình thấy là ok, hay là nó ổn định hơn ở nhiều mặt. Ví dụ như cái Realme UI này thì ngày càng trở nên đơn giản hơn, mượt mà hơn, dễ dùng hơn, nhanh hơn, hay là nó có đầy đủ những thứ như là jack cắm tai nghe 3.5mm, rồi là USB Type-C sạc nhanh các thứ, rồi viền màn hình các thứ cân đối ba cạnh. Nói chung là vấn đề mà người dùng quan tâm đến cái điện thoại này rõ ràng nó chỉ là cái mức giá phải là tốt, nhưng mà mình tin nó sẽ không thực sự là tốt lắm đâu, loanh quanh tầm 6 triệu, và cái màn hình phải mượt cộng thêm với thời lượng pin thực sự rất trâu. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái điện thoại này, về con Realme 7i này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Là mình nhá, chắc mình mua con Realme 6 thật đấy. Còn bạn sao, hãy comment nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye. We'll be right back.